ba nhỏ ở Tây Pháp. Ở danh pháp của amino acid thì có 3 loại, đó là tên thay thế, tên thường và ký hiệu. Và bây giờ chúng ta sang phần thứ nhất, A nhỏ là tên thay thế. Tên thay thế. Ví dụ, NH2. Các em điền cho thầy đầy đủ hiro vào và chúng ta bắt đầu gọi tên thay thế. Ở tên thay thế thì bao giờ chúng ta cũng gắn liền với việc đánh số. Và ở đây chúng ta thấy nhóm chức chính trong hợp chất này, trong amino acid này, đó là nhóm COH. Và cũng như tên của acid, chúng ta bắt đầu đánh số từ đâu? Bắt đầu đánh số từ nhóm chức acid 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy thì có 5 mạch chính, có 5 nguyên tử carbon. Và bây giờ nhóm NH2 này thuộc loại nhóm thế, cho nên chúng ta phải gọi thế nào đây? Tên đầu tiên của nó bao giờ cũng có chữ acid. Nhóm NH2 này ở vị trí số 4, cho nên chúng ta sẽ có 4. Và nhóm NH2 có tên là amino, cho nên thì chúng ta có 4 amino. Bây giờ đến tên của mạch chính có mấy nguyên tử carbon? 5 nguyên tử carbon và đều là no hết, cho nên là chúng ta có pentan. Và thêm đuôi gì nhỉ? Thêm đuôi OX. Như vậy thì chúng ta sẽ có tên của nó là acid 4 amino pentan OX. Bây giờ một cái ví dụ tương tự như vậy. 2 4 vẫn là 5 nguyên tử carbon. Và bây giờ thầy thay bằng nhóm CH3. Và ở đây bây giờ là nhóm NH2. Thế thì chúng ta cũng vẫn cách làm như thế. Vẫn đánh số từ đâu? Vẫn đánh số 1, 2, 3, 4 và 5. Thì chúng ta tên của nó sẽ là gì? Acid. Có hai nhóm thế, một nhóm NH2 và một nhóm metin. NH2 có tên là amino. Và cái CH3 này có tên là metin. Vậy thì A và M thì cái nào đứng trước trong bảng chữ cái? A đứng trước, cho nên thì chúng ta phải gọi thế nào đây? Acid 2 này, amino. Và bây giờ đến 4 metin. Và tên mạch chính vẫn không thay đổi, đó là gì đây nhỉ? Pentan OX. Như vậy tên của amino acid này là acid 2 amino 4 metin pentan OX. Như vậy thì cách gọi không có gì là đặc biệt cả. Chúng ta vẫn gọi tên giống như của acid, nhưng chúng ta nhớ luôn luôn này, chữ A này luôn luôn đứng đầu ở trong bảng chữ cái, cho nên nó cũng là nhóm đứng đầu trong khi gọi tên luôn. Các anh nhớ chưa nhỉ? Đấy. Bây giờ chúng ta sang tên thứ hai, B nhỏ là tên bán hệ thống. Bán hệ thống. Tên bán hệ thống. Tên bán hệ thống thì gọi thế nào? Thì chúng ta sẽ có cái ví dụ. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6 và cuối cùng là 7. Thầy lấy một amino acid mà có những 7 nguyên tử carbon và nhóm NH2 ở cuối cùng. Và bây giờ tên bán hệ thống này thì khác hẳn với lại tên thay thế ở một điểm là tên thay thế thì đánh số trực tiếp vào nhóm, đánh số trên mạch chính và trực tiếp vào nhóm. Còn tên bán hệ thống này thì không dùng số nữa mà người ta dùng các cái chữ cái của Hy Lạp, đó là alpha, beta. Và chúng ta nhớ alpha là ở vị trí carbon thứ hai sau cái nhóm chức này, alpha, beta, cái gì đấy nhỉ? Gamma nhé, delta, epsilon và omega. Đọc lại này, alpha, beta, gamma, đấy, gamma, delta, epsilon và omega.
Chúng ta điền hero đầy đủ vào và gọi tên như thế. À, tên của nó bao giờ cũng có chữ gì đầu tiên? À, bao giờ cũng có chữ acid ở đầu tiên. Không có em, các em quên. Acid. Acid đến vị trí của nhóm NH2 là vị trí omega. Omega amino. Acid omega amino. Sau đó đến tên của mạch chính. Tên của mạch chính ở đây thì nếu như tên thay thế thì chúng ta thấy rằng là nó có 2, 4, 6, 7, 7 nguyên tử carbon là cái gì nhỉ? À, heptan OX, heptan OX. Nhưng ở đây không dùng tên thay thế của axit mà lại dùng tên thường của axit cơ. Đó là tên của nó là enan toic. Enan toic. Tên của nó là acid omega amino enantoic. Thế thì chúng ta nhớ ở đây là tên thường của acid. Đấy, còn ở đây là tên thay thế của acid. Các em nhớ chưa nhỉ? Vậy thì trong trường hợp này, nếu như để so sánh cho nó rõ hơn hay là để các em rõ hơn, thì các em thử gọi cho thầy tên thay thế của acid này. À, trước hết đây là bán hệ thống này. Tên bán hệ thống. Bây giờ tên thay thế thì chúng ta phải đánh số từ đâu? À, chúng ta phải đánh số từ nhóm axit, đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. 7. Thế thì chúng ta sẽ có là gì? À, axit 7 amino. 7 amino. Và như lúc trước thầy nói rồi, đó là 7 nguyên tử carbon trên mạch chính. 7 nguyên tử carbon trên mạch chính đó là gì nhỉ? À, heptan OX. Đây là thay thế, tên thay thế. Chúng ta nhớ này, hai cái này khác nhau. Một cái là tên thay thế của axit, một cái là tên thường của axit. Một cái dùng ký hiệu và một cái dùng số. Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có một cái amino acid cũng hay gặp tiếp theo. 1, 3, 4, 2, 4, 6 nguyên tử carbon. 6 nguyên tử carbon. Và một nhóm amino acid cuối cùng. Và chúng ta cũng có alpha, beta, gamma, delta và epsilon. Và tên của cái acid này, tên bán hệ thống của acid này là gì? À, acid epsilon amino. Acid epsilon amino. Và ở đây chúng ta có caproic. Caproic. Tên thường của acid đó là caproic. Đấy, chúng ta nhớ. Hoặc là chúng ta gọi tên thay thế thì nó là acid mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acid 6 amino. Hexa, 6 nguyên tử carbon là hexanoic. Đây là thay thế. Vậy thì chúng ta nhớ là cách đánh số hay là cách đánh ký hiệu trên mạch chính của tên bán hệ thống. Chúng ta nhớ là từ vị trí carbon số 2, đây vị trí carbon số 2, chúng ta mới đánh số alpha. Nếu chúng ta đánh alpha vào đầu tiên này, chúng ta sẽ sai. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon và omega. Đây là các cái ví dụ đại diện. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm một cách tổng thể hơn vào một bảng tên của các cái amino acid, gồm có tên thay thế, tên bán hệ thống và tên thường. Ngoài ra còn có cả ký hiệu.